Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm à, hình thức trắc nghiệm chấm viên. Phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn tập dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, ôn tập dự tuyển công chức, viên chức các môn kiến thức chung, môn tiếng Anh, môn tin học theo hình thức trắc nghiệm. Học viên có nhu cầu kết nối Zalo với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình 0912 595654 à, 0943078123. Phần mềm thường xuyên update cập nhật những câu hỏi trắc nghiệm cho tài liệu mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên. phần mềm hình thức trắc nghiệm vn là phần mềm phi lợi nhuận. Sau khi các bạn kết nối với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được tin nhắn video, các bạn xem video bài giảng miễn phí trên điện thoại của các bạn. À, hôm nay tôi minh họa cái phương pháp học câu hỏi trách nghiệm trên phần mềm à, thông qua cái tài liệu à, kết luận số 48 ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp huyện cấp xã giai đoạn 2023 2030 2030, các tài liệu khác hoàn toàn học tương tự. Chúng ta học trên phần mềm sẽ đáp ứng được cái mục đích. Chúng chúng ta có kiến thức, chúng ta vượt qua kỳ thi, chúng ta có kiến thức khi chúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn. Và chúng ta học, chúng ta hiểu nội dung và có phương pháp tư duy để làm câu hỏi trắc nghiệm. Kỳ thi chính thức diễn ra ra đề cái gì chúng ta cũng làm được. Đó là phương pháp học tốt nhất. Thông qua tình huống đặt ra của câu hỏi trách nhiệm để giải quyết câu hỏi này, chúng ta căn cứ vào đâu để chúng ta giải quyết? À, đó là có cơ sở để chúng ta hiểu bài. Sau đây tôi minh họa cái phương pháp như sau: Chúng ta khởi động trình duyệt trên máy tính, sau chúng ta gõ cái địa chỉ hình thức trách nhiệm .vn, chú ý là .vn. Sau xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng rồi. Các bạn được cấp ký danh ở mục nào chỉ đăng nhập vào mục đó là thôi. Thí dụ các bạn được cấp ký danh mục số 1, môn kiến thức chung, môn tập dự tuyển công chức thì các bạn để con trỏ tại mục số 1. thí à, dụ hôm nay các bạn đã cấp ký danh một môn kiến thức chung ôn tập dự thi nâng ngạch công chức thì các bạn để con trỏ tại mục số 2, các bạn nhấn nút trái chuột tin tiếp hai lần. Thì sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu. Khi các bạn có cái danh mật khẩu, các bạn phải bảo mật Người khác biết được đăng nhập phần mềm, các bạn không đăng nhập được nữa. Vì vậy các bạn hết sức bảo mật cái mật khẩu của mình. Chúng ta chọn login để đăng nhập vào phần mềm. Vào phần mềm thì các bạn tìm à, câu hỏi trắc nghiệm. À, cho cái tài liệu uh, mà các bạn cần à, Đây nó nằm trong một trang hết Thì các bạn cứ di chuyển con trỏ từ trên xuống dưới Là các bạn sẽ tìm thấy được thí dụ hôm nay chúng ta tìm câu hỏi trách nghiệm cho kết luận 48 Thì các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới Để, để các bạn tìm à, Cứ bình tĩnh trong một trang hết Hàng trăm tài liệu rồi cho nên các bạn cứ bình tĩnh các bạn tìm à, Ví dụ như đây là kết luận số 48 này các bạn để con trỏ tại mục à, kết luận số 48 các bạn nhấn nút trái chuột một lần thì sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn sẽ thấy thực hiện đề thi để sau đó các bạn thấy xuất hiện cái chữ start thì các bạn à, nhấn vào nút start thì học lần đầu thì các bạn ấy à, chỉ mũi tên chuột vào cái chữ finish xem như mình đã hoàn thành à, để chúng ta xem phần mềm hướng dẫn các bạn học còn khi thi thở các bạn muốn nộp bài sớm thì các bạn cũng chọn finish ở góc tay trái màn hình đây à, chúng ta chú ý đây chữ finish ở góc tay trái nhấn nút trái một lần à, sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn thấy chữ nộp bài về kết thúc các bạn nhấn nút trái nộp bài kết thúc à, để các bạn xem à, phần mềm hướng dẫn các bạn à, căn cứ vào đâu để giải quyết à, câu hỏi này đó thí dụ như các bạn đọc ở đây thì là theo kết luận 48 này Bộ Chính trị xem xét báo cáo của cơ quan nào về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 à định hướng đến hai nghìn 2030. mươi. đây là nội dung của câu hỏi thì có bốn phương án A B C D thì phương án nào đúng hơn cả thì các bạn chọn. Có trường hợp A đúng B đúng và B đúng hơn A thì phải chọn B. chắc nghiệm mà. Đó thì sau đó xong thì các bạn thấy rằng là căn cứ vào à, vào đâu để giải quyết thì các bạn thấy là ở đây là đáp án đúng trên nền vàng ở đây là ban cán sự đảng bộ nội vụ Đó, các bạn đọc thì các bạn thấy ví dụ như phương án A à, là ban bí thư phương án B là ban cán sự đảng bộ nội vụ phương án D ban tổ chức trung ương phương án à, C là ban tổ chức trung ương phương án D bộ nội vụ thì à, căn cứ vào à, căn cứ vào đâu để giải quyết cái này các bạn kích chuột vào file các bạn mở file này lên thì đối với file thì các bạn chú ý nó dấu trừ của cửa sổ là nó điều khiển cửa sổ thu nhỏ và mở 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 lên chúng ta chỉ mũi tên chuột và dấu trừ nhấn nút trái chúng ta chỉ mũi tên chuột và dấu trừ nhấn nút trái thì nó thu nhỏ chúng ta chỉ mũi tên chuột vào à, thì nó mở file lên thì cái file này các bạn có thể tải trên Google để sau các bạn lưu vào máy tính thì sau các bạn mở lên đó thì các bạn để ý ở đây thì các bạn thấy là à, cái à, xem xét à, bộ chính trị xem xét à, báo cáo của cơ quan nào đó thì chúng ta để ý để căn cứ quyết luận, à, thì ở đây chúng ta thấy là xem xét báo cáo à, của ban cán sự đảng bộ nội vụ đây này của ban cán sự đảng bộ nội vụ đó, về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn vân như vậy xem xét của cơ quan nào của tổ chức nào thì căn cứ vào tài liệu đã ban đúng ở đây là ban cán sự ban cán sự đảng bộ, bộ nội vụ chúng ta chỉ chúng ta thu nhỏ lại như vậy phương án đúng ở đây là phương án b ban cán sự đảng bộ nội vụ khi tôi đang trình bày với các bạn phương án ban bí thư không có trong tài liệu ban tổ chức trung ương không có bộ nội vụ không có trong tài liệu thì nó là phương án à, 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 gây bẫy trong các phương án này sau đó các bạn có thể đọc tóm tắt trên nền vàng ở đây là các bạn cần ghi nhớ à, để làm câu hỏi trắc nghiệm và các cái kết luận ở đây thí dụ như là các một một lớn là đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023 2025 gồm à, gồm có đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn như vậy tiêu chuẩn bằng bao nhiêu? Đó. thì phải 70% nhân với cái gì đó mà. Đó, thì cái chúng ta chú ý cái chữ tiêu chuẩn thì hai lớn đây là giai đoạn 26 30 thì đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, ở đây chú ý là cả huyện và xã à, có đồng thời diện tích tự nhiên và quy, và quy mô dân số dưới 100% tiêu chuẩn. Thì ở đây chúng ta phải hiểu là có hai à, hai hai điều kiện Điều kiện thứ nhất là tiêu chuẩn tự nhiên và có chữ và Phải thỏa mãn đồng thời chữ và quy mô dân số dưới 100% à, tiêu chuẩn Đó, Chúng ta để ý các cái chữ mà thỏa mãn hai điều kiện Đó, thì các bạn phải để ý thí dụ đơn vị hành chính cấp xã ở, ở cái 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 gạch của dòng thứ ba này Thì chỉ nói về cấp xã thôi, đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 30% là điều kiện thứ nhất và điều kiện thứ hai là quy mô dân số dưới 3, ba phần trăm tiêu chuẩn, các bạn để ý ở đây là à, nó à, giai đoạn 2026 2030 hai thì như vậy thường là có chữ và tức là phải thỏa mãn hai tiêu 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 chuẩn, à, thiếu hai tiêu chuẩn này thì đó các bạn để ý thiếu hai tiêu chuẩn này Còn ở trên này để nói về cấp huyện, à, cấp huyện à, cũng hai tiêu chuẩn thì chúng ta để ý có chữ và này, có chữ và à, dòng đầu tiên thì bao giờ cấp huyện cấp xã dòng thứ hai chỉ cấp huyện, dòng thứ ba là chỉ mình cấp xã. đó các bạn để ý. thì các kết luận đó chúng ta phải nhớ. thế thì hai hai trăm phần trăm tiêu chuẩn à, là gì thì các bạn lại tiếp tục phần mềm sẽ hướng dẫn các bạn ở à, cái câu tiếp theo câu hai này. đó câu hai thì các bạn để ý là à, cấp huyện thì gồm huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ví dụ như thành phố thủ đức à, thuộc thành phố hồ chí minh thì người ta gọi là thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương à, thế đây là thành phố thuộc tỉnh thì các bạn rõ rồi thì đối với cấp xã thì gồm có xã là một phường là hai thị trấn là ba thì ba đơn vị này gọi là cấp xã đó thì ở đây phần mềm tóm tắt lại cho các bạn thì căn cứ vào luật tổ chức chính quyền địa phương thì chia cấp huyện cấp xã là gồm những đơn vị như vậy à, đối với à, đối với diện tích tự nhiên và quy mô dân số tiêu chuẩn được thực hiện theo cái nghị quyết 1211 rồi thực hiện theo nghị quyết 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì hợp nhất hai văn bản này lại thành một văn bản hợp nhất số 19 ngày 29 tháng 12 năm 2022 quy định tiêu chuẩn của huyện đó ví dụ như huyện miền núi vùng cao có từ 80.000 dân trở lên đó. huyện không thuộc điểm A khoản này là từ 120.000 người trở lên Đó Để chúng ta để ý huyện miền núi vùng cao Có từ 80.000 người trở lên Rồi, Huyện không thuộc điểm A khoảng này Có từ 120.000 người trở lên Đó các bạn thấy này. Rồi diện tích tự nhiên Huyện miền núi vùng cao Có từ 850.000 km trở lên Huyện không thuộc điểm A Tức là không phải miền núi Không phải vùng cao Thì có từ 450 km trở lên Đó, các bạn hiểu sâu thì các bạn soi vào cái 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 cái, uh, cái tóm tắt này để các bạn thấy rằng các bạn có thể hiểu được uh, những huyện những xã nào phải sát uh, nhập thì căn cứ vào uh, vào cái bảng này để các bạn soi thí dụ như ở đây thì ở đây chỉ nói một cách chung chung nhất tức là thí dụ như hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích như thế nào đây thì đây là cái chung nhất. thí à, dụ như các bạn thấy này, thí dụ như cái phương án đúng của câu này là hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện à nói mình cấp huyện nhá. Đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên à, dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định. À, các bạn để ý ở đây tự nhiên là dưới 20% mà dân số là dưới 200% thì ở đây nói về đơn vị cấp huyện thì các bạn soi vào chỗ cấp huyện đó thì cái huyện cụ thể vào một huyện nào đó thí dụ huyện đồng bằng không phải miền núi thì các bạn phải soi vào đây là à, từ 120.000 người trở lên để nhân với cái số phần trăm đó diện tích tự nhiên huyện không phải miền núi là 450 km trở lên đó thì các bạn soi vào đây là các bạn biết được cho một huyện cụ thể thì các bạn soi vào cái phương án đúng trong kết luận của nghị quyết thì là các bạn biết được những huyện nào, những xã nào là bị bị thuộc diện sát nhập. Đó phương pháp học là như vậy. Các bạn đồng thời vừa học nghị quyết các bạn phải, phải tìm hiểu thêm phần mềm cung cấp thêm cho các bạn các cái thông tin về quản lý nhà nước, ví dụ như là phân cấp uh, quản lý là cấp huyện cấp xã rồi các bạn hiểu thêm là cái cái, cái 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 diện tích tự nhiên và quy mô dân số đó thì chúng ta để ý ở đây là tiêu chuẩn của huyện về quy mô dân số quy mô diện tích tự nhiên thì các bạn nắm sâu thêm cái này nó không nằm trong nghị quyết nhưng mà chúng ta tìm hiểu sâu thêm để, để chúng ta hiểu được cái, cái bản chất của vấn đề à, Và như vậy là những cái đơn vị nào phải chấp nhập thì nên tìm hiểu phần mềm hướng dẫn các bạn như vậy các bạn nên đăng nhập vào phần mềm để học eh, muốn học cái lại cái cái mục này hoặc hoặc là học mục khác các bạn chỉ mũi tên chuột vào mục số 1 này eh, các bạn nhấn nút trái bây giờ muốn bảo mật cái mật khẩu của mình à, chúng ta phải à, thoát ra khỏi phần mềm thì các bạn để ý góc phải trên cùng màn hình này có cái hình người này các bạn nhấn nút trái chuột vào hình người à, xuất hiện chữ thoát các bạn nhấn nút trái vào à, chữ thoát À, như vậy mỗi một lần à, chúng ta đăng nhập phần mềm để học để chúng ta muốn thoát muốn kết thúc phiên làm việc với phần mềm chúng ta nên thoát ra khỏi phần mềm để bảo mật cái mật khẩu của mình chúng ta nhấn nút trái chuột để thoát đó như vậy chúng ta à, đã xong chúng ta chỉ dấu chéo để tắt cửa sổ như vậy tôi đã giới thiệu xong với các bạn cái phương pháp học trên phần mềm hình thức trách nghiệm chấm vn chú ý cái cụm là, từ của trình duyệt là http à, dấu hai chấm gạch chéo thì chú ý ở đây không có chữ s À, các bạn lưu ý như vậy, à, có trường hợp các bạn gõ cả cái cụm từ này mà các bạn gõ thêm chữ S thì không à, đăng nhập được. À, như vậy tôi đã giới thiệu xong, các bạn xem video của thầy hay và bổ ích. Nếu chưa chọn nút đăng ký thì hôm nay hãy chọn chạm tay vào nút đăng ký trên YouTube để nhận được hai tiện ích cho các bạn: một là à, tiện ích xem video bài giảng theo từng mục; hai là à, có video bài giảng mới các bạn nhận được sớm nhất các bạn chạm tay vào cái chữ đã đăng ký các bạn chạm tay vào chữ đăng ký thì nó nó xuất hiện thành đã đăng ký thì như vậy là các bạn đã thành công chờ một lần nữa chúc chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn